Rồi thân mến chào cả nhà nha. Bữa nay em lên một cặp sứ nha cả nhà, một cây rim và một cây ghép nha. Đầu tiên là cây số 1 nha, cây này là cây rim nha cả nhà. Củ khá là già nha, củ già to. Đó, thân bệ nó nhìn cũng khá là đẹp nha cả nhà. Nói chung cây này thì cũng lớn tuổi rồi, thì cũng gần cả chục năm rồi. Nhà thấy không? Cây này là liền lạc 100% nha, không có cái tì vết gì nha, bảo đảm luôn, sạch sẽ. Em mới vừa nhổ lên nè, tính sang chậu mới. Đó. Cái này cao nha, cao trên hơn 1 mét nha cả nhà. Mới vừa sạc tàn cho nó phân tàn cho nó ra nhiều nhánh. Cái này cây rin nha. Cây rin hoa cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Cái này mặt hoa của nó tựa y như là hoa ruby vậy đó, màu đỏ. Sai hoa tròn, họng vàng nha. Thì mặt hoa em để trên màn hình đó, rất là đẹp luôn. Y như ruby không khác chút nào hết á. Cây rin nha cả nhà. Thần phân bệ của nó nè, già dặn cứng cáp nha. Để em quay mặt sau. Đó, ở sau là nó nguyên một cái lưng, nguyên một cái lưng chạy dài lên trên luôn. Đó. Cái máy nó hơi giật giật, cả nhà mình ráng thông cảm nha. Muốn hết pin nó giật. Nó phần lưng đó nha cả nhà. Dài lắm nha. Cái phần từ đây lên là cũng gần 2 gang tay nha cả nhà. Từ dưới lên đó. Phần bộ thân cũ của nó. Một cây rin hoa nó rất là sai bông nha cả nhà. Hoa cực kỳ sai bông luôn nha. Màu đỏ rực là họng vàng. Cây này chơi rin là thôi, khỏi chơi. Rồi cây rin này em báo giá là 900 bao ship nha cả nhà. 900 ngàn bao ship nha. Cây già to nha cả nhà. Phần thân bệ thôi bảo đảm nha, cây chắc chắn 100% luôn. 900 bao ship nha cả nhà, cây cao hơn 1 mét nha. Em qua cây thứ hai nha. Thứ hai là một cây thể loại gây quái nha cả nhà. Cái máy nó giật vài. Cây thứ hai là cái thân có hai cái rễ hai bên, hai cái chân. Nhìn cũng khá đẹp nha. Hai cái chân. Đó, ở giữa em nó có cây súng nước này nha. Cây này thể loại quái quái rồi mình chơi cũng vui nha. Dài lắm nha, từ cái phần rễ lên tới trên là 22 gang tay nha cả nhà. Là hai cái chân của nó không là hai gang tay. Lên đây cái cốt của nó đây, lên đây nó phân tàn ở trên. Cây này em ghép mặt qua tiết nhiệt đới nha. Giống tiết nhiệt đới thì rất là sai bông nha. Hoa này nó nở ra là hai màu hoa nha. Nó mới nở thì nó sẽ màu vàng, còn nó nở 2-3 ngày thì nó sẽ chuyển sang màu trắng. Hai mặt qua tiết nhiệt đới nha cả nhà. Mấy giống này về mình chơi là thôi, khỏi chơi rồi, rất là sai bông. Phần thân bệ cũ thì khá là đẹp nha. Điểm nhấn của em nó là có cái dòi đây nè, khá là bắt mắt nha. Quay mặt sau. Mặt sau của nó nè nha. Cây liền lạc 100% nha cả nhà, không có vấn đề gì hết luôn nha, bảo đảm. Cái máy nó giật giật quá. Đó, cây thì khá là ok luôn. Cây này thì chiều cao của nó từ dưới cũ lên tới trên chắc cũng khoảng 6 tấc. Rồi cây số 2 này, cây tiết nhiệt đới em báo giá là 1 triệu mốt bao ship nha cả nhà. 1 triệu 100 ngàn bao ship. Củ quái nha cả nhà, khá là đẹp nha.